Xin chào các bạn, hôm nay Ngọc đã có mặt ở đây để chạy chương trình cho DVD Nhạc hội Tết Việt. Và đây là lần đầu tiên trong chương trình Ngọc kết hợp với ca sĩ Ái Phương. Bọn mình sẽ hát ca khúc có tên là Khúc Xuân Yêu Đời. Có thể nói đây là một cái sự kết hợp rất bất ngờ, nhưng mà sau khi mà làm việc chung mới phát hiện hai anh em rất là ăn ý và hy vọng rằng cái tiết mục này sẽ mang đến một chút gì đó vui nhộn, không chỉ trong giai điệu mà còn trong phần biểu diễn của cả hai nữa. Từ lâu lắm rồi, có thể nói là rất lâu mới có một cái chương trình tập hợp tất cả các anh em nghệ sĩ lại để cùng nhau làm một cái chương trình mang ý nghĩa như vậy. Và khi mà tham gia vào chương trình này thì Nguyên Vũ đã chọn ra một bài hát cũng rất là tình cảm, rất là trữ tình, đó chính là Ra Duyên Anh Cưới Em. Và bài hát này thì Nguyên Vũ đã trình diễn và hát cùng với diễn viên điện ảnh Vân Trang. Với cái bài hát này thì Nguyên Vũ nghĩ rằng là mong muốn là ước mong của Nguyên Vũ cũng như là Vân Trang sẽ mong rằng là những người, những đôi uyên ương yêu nhau sẽ luôn luôn hạnh phúc gắn bó với nhau. Người lo đi mua sắm Tết, người dân hương đi lễ chùa. Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui. Người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. DVD Nhạc hội Tết Việt là một sản phẩm âm nhạc được đầu tư khá công phu và chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà tạp chí Thế Giới Văn Hóa rất hân hạnh được là đơn vị đồng hành cùng tổ chức chương trình. Tạp chí mong muốn đem đến một sản phẩm giải trí bổ ích cho mọi nhà, mọi người trong dịp xuân về. Đồng thời thì thông qua chương trình này thì tạp chí Thế Giới Văn Hóa muốn gửi đến mọi người một lời chúc năm mới tràn đầy sức khỏe, nhiều may mắn. Huy mong rằng DVD Nhạc hội Tết Việt sẽ là một món quà thật là ý nghĩa cho các bạn yêu nhạc trong năm nay. Chúc một mùa xuân mới thật an khang, thịnh vượng và phát tài. Một ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm quê sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mây chạy tung tăng vui pháo hoa. Một ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung ra bắn vô nào, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Có lẽ Hà cũng như tất cả các nghệ sĩ khác đều cảm thấy rất là nôn nao và hào hứng khi tham gia chương trình Tết Việt này. Bởi vì với một cái thói quen của người Việt Nam, đó chính là những ngày Tết thường quây quần bên gia đình, ăn một bữa cơm Tết và đặc biệt là đón xem những chương trình ca nhạc cũng như hài kịch. Vì thế mà Hà và ekip của mình mới nghĩ ra rằng là tại sao không chính mình thực hiện một DVD thuần túy về Tết Việt truyền thống. Và vì vậy mà Tết Việt đã được ra đời. Hà đã phải đóng hai vai trò, đó là ngoài vai trò quen thuộc là ca sĩ thì Hà còn đóng vai trò là người dẫn chương trình cùng với Trấn Thành và anh Lê Hoàng. Vì vậy mà Hà nghĩ là Hà vừa vui nhưng mà cũng lại vừa hồi hộp nữa. Bởi vì có lẽ đây cũng là một trong những cái vai trò nó rất là lạ lẫm đối với Hà. Và Hà cũng hết sức là lo lắng. Nhưng mà hy vọng là không sao, bởi vì Hà nghĩ rằng mọi thứ tự nhiên thì sẽ được mọi người đón nhận. Và sở dĩ Trấn Thành nhận lời tham gia chương trình này là vì Thành nghĩ rằng là ở Việt Nam chúng ta Tết rất là đẹp, Tết rất là vui và rất là ấm cúng. Thế nhưng mà nó vẫn thiếu một cái gì đó, đó là những chương trình hài xuân, những chương trình ca nhạc hội tụ của những gương mặt nhiều nghệ sĩ mà quý vị yêu thích để có thể mang đến cho quý vị và các bạn một không khí thật là đầm ấm về gia đình. Và đặc biệt là trong DVD này, ngoài là người dẫn chương trình thì Trấn Thành cũng có một vai trò nhỏ nhỏ nữa. Đó là một món quà riêng mà Thành gửi cho quý vị khán giả, và đó sẽ là một vở ca nhạc hài kịch. Thành sẽ hóa trang thành một nhân vật rất là lạ. Music rất là háo hức và hạnh phúc, vui sướng khi được tham gia vào chương trình này. Cảm giác như là được đón một cái Tết rất là vui vẻ, hạnh phúc. Và hy vọng rằng những ca khúc mà nhóm đem tới cho tất cả mọi người cũng sẽ là một món quà dành tặng thật là ý nghĩa đến tất cả mọi người. Thực sự khi mà Vinh được mời tham gia cái chương trình này, Vinh cũng khá là bất ngờ và rất là vui và rất là hào hứng cho cái ngày quay hôm nay. Tiết mục mà Vinh tham gia trong chương trình lần này đó là bài Phố Xuân, nằm trong chuỗi liên khúc Xuân. Thì Vinh hy vọng là với bài hát này Vinh sẽ mang đến những gì đó rất là mới lạ và cũng khá là vui cho quý vị khán giả. Trong DVD lần này Thuần sẽ tham gia với hai ca khúc
đó là ca khúc Bức Tranh Xuân Người, và rất vui khi mà Thuận lại cộng tác với ca sĩ Hồ Hà. Ngoài ra còn một ca khúc khác nữa của Thuận sẽ được top ca, đó là ca khúc Xuân Ước Mơ. Đây cũng là một ca khúc mà Thuận rất là yêu thích, và phải nói là nó một cái điều gì đó mà Thuận muốn gửi gắm đến khán giả, và hy vọng là mọi người sẽ tràn đầy hạnh phúc vui tươi trong năm mới. Ngày hôm nay Minh Hằng mang đến với chương trình với ca khúc Đón Xuân, là một ca khúc rất là quen thuộc với tất cả mùa xuân, tất cả mọi người đều nghe với ca khúc này. Và ngày hôm nay Minh Hằng sẽ diễn với ca khúc này với một trạng thái rất là vui tươi, rất là phấn khởi. Là một người nghệ sĩ cải lương duy nhất tham gia trong chương trình DVD Nhạc Hội Tết Việt, bài hát Đêm Giao Thừa nghe một khúc dân ca nói lên nỗi lòng của những người con xa xứ nhưng vẫn luôn nhớ về nguồn cội của mình. Thuận Mỹ mong rằng qua những giai điệu mượt mà của bài hát sẽ giúp cho những người con xa xứ luôn có một mùa xuân thật là ấm áp. Đang nghe gió về, đang thiên tha nhìn muôn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than. Sầu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm chan chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Một lần nữa Hà cũng xin được cảm ơn tất cả các nghệ sĩ, tất cả mọi người đã tổ chức một chương trình rất là ý nghĩa như thế này, để Hà cũng như các nghệ sĩ khác có cơ hội được bày tỏ tình yêu của mình với mùa xuân, tình yêu của mình với quê hương và tình yêu của mình với tất cả mọi người.